trẻ em dưới 13 tuổi khi ngồi trên ô tô phải có ghế chuyên dụng. Đó là một trong những nội dung mới được đưa vào dự thảo luật giao thông đường bộ sửa đổi sau khi tiếp thu các văn bản đóng góp ý kiến của các tổ chức và đơn vị liên quan. Thông tin này đã gây ra nhiều ý kiến trái chiều từ phía dư luận. Nhiều người ủng hộ nhưng cũng có không ít người phản đối khi cho rằng việc bắt buộc phải có ghế ngồi riêng cho trẻ em trên ô tô là không thực sự cần thiết. Theo thống kê của chúng tôi thì là hiện nay là xấp xỉ 100 quốc gia là đã có quy định pháp luật là bắt buộc là bố mẹ khi mà chở con em mình mà dưới 13 tuổi hoặc là dưới 1m3 hoặc là dưới 30 cân thì là phải dùng cái ghế của trẻ em. Những cái thực nghiệm cho thấy là khi mà dùng cái ghế chuyên dụng của trẻ em ấy, thì có thể giảm thiểu tới 43% cái rủi ro dẫn tới các cái chấn thương nặng. Ở một số quốc gia như Anh, Mỹ hay Singapore, ghế an toàn cho trẻ là một trang bị bắt buộc khi có trẻ nhỏ di chuyển cùng. Như ở Anh, tài xế sẽ bị phạt 500 bảng và trừ 3 điểm bằng lái nếu có chở trẻ em dưới 14 tuổi mà không sử dụng loại ghế và dây an toàn chuyên biệt hoặc không cài dây an toàn. Còn ở Mỹ, nếu trên xe có chở trẻ em mà không thắt dây an toàn thì tài xế sẽ bị phạt số tiền lên đến $450. Cùng với đó là hệ thống quy định rất chi tiết theo từng bang về việc sử dụng ghế an toàn cho trẻ trên xe hơi. Cũng theo khuyến cáo của các tổ chức về an toàn giao thông trên thế giới, thì ghế ngồi cho trẻ nên được sử dụng cho tới khi trẻ đủ 13 tuổi hoặc cao từ 130cm trở lên. Ở Việt Nam, vẫn biết dự thảo vẫn còn đang nằm trên giấy, có thực sự trở thành luật và đi vào đời sống hay không sẽ còn cần thêm thời gian để nghiên cứu và kiểm chứng. Nhưng đối với anh Bảo thì từ lâu anh đã trang bị cho cô con gái nhỏ của mình một chiếc ghế riêng ở trên xe. Không có chiếc ghế thì anh cũng không dám để bé di chuyển cùng mình ở trên đường. Về ghế ngồi dành cho trẻ ở trên xe ô tô thì mình cũng có tìm hiểu khá là lâu rồi. Từ lúc vợ mình bắt đầu mang bầu, em bé đầu tiên ạ. Mình nghĩ về độ an toàn của bé nhiều nhất. Ở Việt Nam thì mình cũng chưa thấy nhiều, nhưng mà các nước ví dụ như kiểu Úc với cả Nhật ấy, thì mình thấy là hầu như mọi người 100% là cho em bé sử dụng cái ghế ngồi dành cho trẻ em ở trên xe ô tô để cho nó an toàn. Bây giờ là vợ mình bắt đầu sinh em bé thứ hai, thì là mình các cái việc đưa đón con cái đi học, đi sang nhà ông bà nội bà ngoại thì đều là một mình bố đưa đón hết. Đấy, nên là đi trong phố thì nhiều khi phải phanh gấp và nó cũng khá là dồn. Nếu mà đi một mình thì không có ghế dành cho trẻ trên xe thì chắc là mình cũng không dám cho em đi với mình một mình. Thì mình cũng không tìm hiểu cụ thể nhiều lắm về giá cả và xuất xứ. Mình đã tìm hiểu về cái cho em bé ngồi thử, em bé ngồi phong ghế nào nó vừa vặn, nó hợp lý nhất thì là mình lấy cho em bé thôi. Khi tìm hiểu về ghế an toàn cho trẻ, phụ huynh cũng cần đặc biệt lưu ý, bởi trên thị trường hiện nay có rất nhiều những loại ghế ngồi cho trẻ khác nhau với kiểu dáng, kích thước và chất liệu đa dạng để đáp ứng với nhiều đối tượng khách hàng. Do đó mà việc lựa chọn một chiếc ghế an toàn và phù hợp với bé là điều rất quan trọng. Trên thị trường hiện nay thì có một số dòng ghế ngồi ô tô cho bé, một số dòng có dạng giỏ sách thì sẽ dùng cho bé từ sơ sinh đến 13 cân, cao tối đa 85cm. Một số dòng thì sẽ dùng cho những bạn lớn hơn, có thể ngồi được từ 9 cân, 1 tuổi trở lên, vẫn có đai an toàn riêng cho bé. Và một số dòng là dùng trực tiếp đai an toàn của người lớn cho bé từ 15 cân trở lên, 3 tuổi trở lên. Những ghế cho bạn từ sơ sinh sẽ là nhiều phụ kiện nhất, có cả gối, các loại đệm hỗ trợ chống va đập vùng đầu cổ cho bé. Để tránh mua phải những sản phẩm như hàng giả hàng nhái thì người tiêu dùng có thể lựa chọn những thương hiệu nổi tiếng, lâu đời, đã có nhiều người sử dụng. Một số dòng thương hiệu cao cấp trên thị trường thì trên sản phẩm sẽ có gắn mã QR thì khách hàng có thể truy xuất được nguồn gốc xuất xứ. Đó là những chia sẻ để quý vị có thể lựa chọn được một sản phẩm ghế an toàn cho trẻ phù hợp và đảm bảo chất lượng. Vậy còn những lưu ý khi sử dụng thì sao? Hãy để chuyên gia của Nhịp Sống Ô Tô tuần này gợi ý những cách thức để làm sao có thể lắp đặt chiếc ghế ngồi cho bé một cách đơn giản và chính xác. Đối với trẻ em có trọng lượng đến 18kg, dưới 18kg thì chúng ta lắp ghế quay mặt hướng ngược về phía sau. Và chúng ta sử dụng dây đai an toàn ở trên xe. Chúng ta kéo ngang phía dưới đệm ngồi và chốt vào cái phần chốt dây đai an toàn. Phần trên chúng ta vòng qua cái phần tựa lưng ghế. Đối với trẻ em có cân nặng từ 9kg đến 36kg thì chúng ta lắp ghế theo cái hướng mà quay về phía trước. Và chúng ta sử dụng cái seat belt dây đai an toàn ở trên xe để chúng ta néo buộc chặt cái ghế an toàn của trẻ em vào cái hàng ghế thứ hai. Sau khi chúng ta lắp đặt xong thì chúng ta cũng kiểm tra ghế dây đai an toàn đã đủ căng chưa, chặt chưa và ghế đã vững chắc chưa. Sau khi chúng ta neo buộc chặt cái ghế an toàn cho trẻ em vào hàng ghế phía sau
chúng ta đặt em bé vào ghế và chúng ta cũng sử dụng cái dây đai an toàn ở trên ghế để cài cho em bé. Bên cạnh việc trang bị ghế ngồi chuyên biệt thì các chuyên gia cũng nhấn mạnh tầm quan trọng của việc giáo dục, hướng dẫn cho cả tài xế và các bạn nhỏ những kỹ năng an toàn khi sử dụng xe hơi. Đây được xem là biện pháp hiệu quả giúp các bé tránh khỏi những nguy hiểm có thể xảy ra. Để nâng cao an toàn thì không những là hướng dẫn cho các trẻ em các kỹ năng an toàn ở trong xe mà còn cái hướng dẫn các kiến thức an toàn trong khu vực xung quanh xe. Tôi lấy ví dụ như là với rất nhiều trẻ em thì là do nghịch ngợm, thế nên là ngồi trong xe là mở cửa đột ngột và cái điều đó có thể dẫn tới những cái va chạm với những cái xe khác đi xung quanh. Thế ngoài ra thì là với những trẻ em nhỏ thì cũng thường xuyên là chơi khu vực xung quanh ô tô và cái điều đó hết sức nguy hiểm, là có thể chơi phía sau xe, có thể chơi phía trước xe và khi mà rơi vào điểm mù thì những cái lái xe là không nhận thức được ra trẻ em. Chính bởi vậy mà chúng ta cũng cần dạy cho đặc biệt các em bé là không chơi xung quanh các khu vực mà có xe đỗ hoặc là những cái khu vực mà có rủi ro xe lùi ra lùi vào. Thế và với những người lớn thì chúng tôi khuyến cáo là với khu vực mà thường xuyên có trẻ em chơi thì trước khi khởi động và di chuyển xe, chúng ta nếu thấy có vấn đề gì mà thấy không rõ ràng thì nên đi một vòng kiểm tra phía dưới gầm xe, xung quanh xe trước khi nổ máy. Những điều đó là đảm bảo cho cái chuyến đi chúng ta khởi hành một cách an toàn. Theo thống kê của Kids and Cars, một tổ chức chuyên nghiên cứu về các trường hợp trẻ có thể gặp nguy hiểm trong ô tô, mỗi năm trung bình có 39 trường hợp trẻ tử vong do bị sốc nhiệt khi bị bỏ quên trên xe hơi ở Mỹ. Chỉ tính riêng năm 2019, con số này đã lên đến 53 trường hợp. Đối mặt với vấn đề này, nhiều hãng xe đã có những công nghệ cảnh báo tài xế nếu trẻ nhỏ vẫn còn đang ở trong xe. Có thể kể đến như hệ thống cảnh báo cửa sau của Nissan hay Hyundai giúp phát hiện người hoặc vật nuôi còn sót lại ở hàng ghế sau, sau đó tự động bấm còi và gửi cảnh báo đến điện thoại của chủ xe. Cho dù là quy định, thiết bị hay công nghệ nào đi nữa, thì mục tiêu cuối cùng là đảm bảo sự an toàn cho trẻ khi tham gia giao thông. Các bậc phụ huynh hãy luôn tự trang bị cho mình những kiến thức, kỹ năng và phương tiện cần thiết để những hành trình của cả gia đình luôn được an toàn và tràn đầy niềm vui.